Gõ vậy nè, đặng cho cái bớt nghiệp lại. Đúng không anh Ali? Để em gửi cho anh nha. Làm sao? Bà xin có nhà tôi mơ mà đông. Cái gì? Chị bị than hát cái gì hay quá à mà chị quên rồi. Không quên rồi. Hết cái khúc đó ghê á. Cảm ơn một bạn nào đó đã tặng cho mình đóa hồng xinh tươi biết hát. Anh ấy sẽ nhảy theo tiếng ca, phút giây đàn chim đó. Đây, tiếp nữa là cái này là cái gì? Cái này là giống với tai nghe nhưng mà đeo cho ấm lỗ tai đúng không? Vậy nè, phải không? Biết rồi. Cái này à, cái này đợt hiểu rồi. Gõ vậy nè, đặng cho cái bớt nghiệp lại. Đúng không anh Ali? Để em gửi cho anh nha. Ngộn lên đúng chửi cho tàn canh. Con cá sấu cái này không biết ai tặng luôn, chắc trong anh trai con. Cá sấu trời ơi nhìn nó giống ai vậy ta? Cá sấu gì nhìn giống ai vậy ta? Mắt nó liếc nè, giống Ali nữa chứ, chứ không giống ai hết trơn, có không? Xong rồi nè, đây là một hộp này nữa, giống cái hộp hồi nãy của cái chị nước ngoài nè. Hoài đi tao. Hiểu rồi. Thấy cưng quá vậy. Ôi dễ thương quá à. Cảm ơn nha. Rồi cái này dễ thương quá à. Không có nhớ tên luôn á, tại vì ấy trơn rồi. Có thư luôn nhưng mà giờ biết thư là cái nào của cái nào đâu. Nè cái này còn trong bịch. Cái gì vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Cái kẹp. Cái này là cái gì? Cái này là giống cái trái gì ở dưới quê chị nè. Cái trái tầm ruột. Tầm ruột mà ngào đường á. Nè, y chang vậy nè. Này đi ở đây đi. Chùm ruột hả? À chỉ kêu tầm ruột thôi mà tầm. Dễ thương quá vậy. Cái này là dây chuyền, còn cái này là móc khóa nè. Dễ thương quá à, cảm ơn nha. Em đã rất mạnh mẽ để cố gắng quên anh rồi. Nè, sẽ đi thôi, 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 nè, sẽ
Kẹp lại. Cái gì mà nặng dữ thần vậy nè? Trời ơi, cái gì vậy? Ấy trời ơi. Ủa? Sao biết? Ủa? Trời ơi, sao biết? Ủa? Sao biết? Đây là bà tặng đã hay là bà biết mình thích cái này? Trời đất ơi, cái này là thuốc nhuộm. Ủa hay là brand? Ủa không, brand này chắc brand rồi chứ chứ không phải là fan đâu. Bờ gan. Ủa bờ gan, trời ơi, chị thích cái này dữ lắm. Chị khi mà chị mới xài cái đợt nè, dưỡng gội đầu xong là phải xài. Thích dữ lắm luôn, dầu gội cũng thích, chưa xài cái dầu xả này nha, nhưng mà xài cái dầu gội, thích cái dầu gội với cái dưỡng tóc dữ lắm luôn. Cảm ơn bà Gan nha. Tại vì đợt đó hình như là có một bạn FC nào tặng á, xong rồi xài thích lắm nên là xài tới giờ luôn. À, bị hạn chế hả? Kể chuyện hả? Để hồi chị nhớ chuyện gì chị kể cho nha, từ từ nha. Tụi em có cái gì hỏi không? Nè, một thùng nữa nè. Ôi ôi. Bà Gan tên gì hả? Chị đọc không có được. Cái chai nó màu vàng, cái nắp màu trắng. Ủa nữa ha, hộp đen giống nữa nè. Ủa sao cái nhìn gì giống hay chơi giống chị? Cái chiếc chữ nhiều gì sao giống ha? Cái này cái gì? Ủa đâu phải. Ý trời đất ơi, cái gì nhiều dữ vậy? Rồi biết ai luôn rồi đó. Chị Dung ở Đà Nẵng. Không phải, từ từ nha. Sao cái cách này giống lắm. Trời ơi, mua làm chi mà dữ vậy không biết nữa. Thiệt luôn á. Ủa trời ơi, chân ái của cuộc đời. Xài cái son hai đầu mà xài cái đầu này hết trơn, cái đầu này đầu màu thì còn nguyên, cái đầu nước bóng thì hết trơn.
Ờ, chị có môn mà hả, mai mốt chị phải kêu mẹ chị á là thắng cái hũ mỡ đem lên để chét vô môi nó mới vừa, chứ xài son này là mau hết dữ lắm. Trời ơi, cảm ơn, rồi biết rồi, cảm ơn chị Dung. Để ngoài đi. Trời ơi, cảm ơn chị Dung nhiều lắm, trong đây tùm lum hết trơn luôn nè, quá trời luôn nè. Một lần bà tặng là bao nhiêu đây chị Dung? Quá, Đà Nẵng. Đồ nữa nè, ấy trời, nó coi cái quần đẹp chứ vậy, trời ơi cái quần đẹp quá vậy. Ủa, à, mấy cái quần kiểu lạ dữ lắm luôn mà bà mua hay dữ lắm. Hình như là đợt Xưng Ca cũng mua đồ mà kiểu đồ mà nó sẽ không có phải sờ bờ mà nó là một cái app khác, nhưng mà đồ đẹp lắm, không biết nó tên gì nữa. Đẹp dữ lắm, mẹ coi nè. Cái quần này tươi quá vậy trời, để ngoài đi, để mặc. Cái gì xin xin là cái đó là cái app mua đồ ở bên tờ quờ ấy hả? Không là sao ta? À, bên Mỹ hả? À, order tao bao là sao, chị không có biết đường chị mua? Đúng rồi, đẹp lắm, chị mà biết cái đó là chị mua. À, biết rồi, đừng đọc tên app hả, để chị lấy cái viết chị lưu lại thôi. Nhớ rồi, là cái đó là kiểu như là nó giống sờ bờ kia đó phải không, rồi mình lên mình mua rồi nó ship về thôi phải không, hay là sao? Ê, hồi đó chị không có biết mua đồ trên sờ bờ luôn nha, sau này mấy năm trở lại đây mới 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 biết mua đồ trên đó đó, chứ hồi nhìn vô giống đám gừng quá à, không có biết đường. Mà phải thanh toán nước ngoài hả, là sao nữa, chỉ có thẻ Visa à? Là cũng tải app về rồi lên lựa đồ mua y chang vậy đó ha. Ừ, hiểu rồi, để một chút chị lên coi. Rồi rồi, bông tẩy trang nè, một bịch này xài chắc mãn đời chân thật. Chưa, để thấy chưa, trời ơi trời, mua mấy cái này chi cho tốn tiền trời. Ồ, muốn đi Đà Nẵng diễn quá à. Cái này là cái gì, lọ chiết nước tại trời ơi tâm lý quá vậy, kiểu như là bự quá chiếc vô đây đặng đem đi rồi này kia nè. Trời ơi trời, cái gì nữa vậy, trời ơi mới mua luôn, mới mua chưa có xài luôn kìa, tỷ trang nước tỷ trang. Trời đất ơi, biết vậy khui sớm sớm chút rồi không mua được rồi.
Được rồi chị nghe Dung ơi, mốt chị tặng em kiểu kiểu tặng cho em vui để cho em lên em có quà để em khui lên vậy thôi, chứ chị tặng cái gì mà mắc mắc không à, mà quá trời luôn. Cái áo cũng tươi quá trời luôn nè. Cảm ơn chị Dung nha. Trời ơi, mọi người 11 đã tặng quà, tặng gì vừa thôi. Kiểu như bà Dung ví dụ tặng cái áo đó vậy đó, được rồi, kiểu như lên cho có quà rồi khui rồi lên chơi vậy thôi. Tặng gì mà quá trời tặng luôn. Tiền không. Đây, cái gì nữa đây? Cái này của bà Gan. Rồi. Cái này của bà Gan hay là bà Gan hay là FC. Thơm quá nhỉ. Cái này là Kim Oanh à, FC người hâm mộ Kim Oanh. Hai cây nó thơm mi hệt luôn. Hình như cái bà mắt cấp cho mình, bà hay xài cái này cho mình nè. Tươi lắm hả chị? Vậy hả? Để chị xài thử coi. Kim Oanh còn gì nữa nè, Kim Oanh còn thẳng gì nữa nè. Trời ơi, cái này môn nha, nhưng mà chưa biết cái gì, nhưng mà cầm lên là thấy môn nha, để coi phải không. Trời ơi. Mông. Trời ơi trời. Cảm ơn Kim Oanh nha. Ôi. Để ngoài chuột. Tươi quá à. Khoái chứ. Kim Oanh nè. Kim Oanh xong rồi nè. Còn hai hộp nữa.
Hình như cái này là bà gan. Ủa? À không, cái đúng rồi bà gan. Ồ, bà gan tặng áo gì vậy? 1 2. Ôi quá trời luôn, cái này tươi quá dạ. Cảm ơn nha, không biết đọc tên, sợ đọc sai. Gì vậy? Trời ơi, con ơi. Con dán. Hết hổn chờ hơn, không có liệu. Ôi, chị đã kìm lại được rồi. Cái này cái gì? Tưởng không là không hằng lằn không à, chị sợ hằng lằn dữ lắm. Con hằng lằn mà nó rớt lên người chị là chị té xỉu liền. Cái này chắc bà gan. Đây là cái gì? Công dụng. Ủa ngộ quá vậy ta. Body mà hia. Còn silicon là cái gì? À bà gan. Trời sao đọc sai tên rồi, cảm ơn nha. Rồi đó, xong quà rồi đó. Xong phim. Bye bye mọi người nha, mình làm nhạc đây. Tạm biệt búp bê. Tạm biệt búp bê thân yêu. Dạ bài ba lát hả? Nhưng có lẽ mọi thứ đã phải diễn ra như vậy để em thấy em phải yêu mình. Đã đến lúc em phải nhận ra em đang luôn tự lừa dối con tim. Vì điều anh muốn anh đã tìm cách nhưng anh chẳng hề gì. Em ghét em luôn bao chứa cho mọi lần anh vô tâm. Em ghét em nói em vẫn ok khi em tối hơn. Bye bye mọi người nha. Ai chưa nghe Cung Tên Tình Yêu thì nghe đi nha. Cảm ơn mọi người cũng như là các FC của các anh trai FC xa xa của Pháp Kiều đã đưa Cung Tên Tình Yêu được viral khắp các trang mạng xã hội. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhưng có
Lẽ mọi thứ đã phải diễn ra như vậy để em thấy em phải yêu mình. Đã đến lúc em phải nhận ra em đang luôn tự lừa dối con tim vì điều anh muốn anh đã tìm. Và giờ này ai đưa những lời thầm thì để đôi mắt anh nghe thêm tình tai lên tim mình đập như đàn muôn vỡ. Em nên nói đừng dừng lại, mình đi tiếp đừng ngần ngại. Bài của Tà Linh đó. Nếu lúc đó em không muốn thay, bye bye mọi người nha. Ồ, 10:30 rồi ha. Rồi, lên đường đây, bye bye. Cảm ơn mọi người. Cho baby cầm lái cuộc tình ở bên anh, mày nên thấy sập xình. Nhớ, nhớ mọi người nhớ. Mình đi mà lỡ. Bye bye.